Sáng nay, ngày 6 tháng 11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, các tòa án đã thụ lý 126 vụ với 375 bị cáo, giải quyết xét xử 114 vụ với 348 bị cáo phạm các tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, con số này đạt tỷ lệ 90,5% về số vụ và 92,8% về số bị cáo, vượt 2,5% chỉ tiêu quốc hội đề ra. Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, các tòa tuyên đã thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng tiền tài sản với 490 bị cáo trong các vụ án kinh tế tham nhũng. Đồng thời, 396 bị cáo trong 109 vụ án cũng nộp lại hơn 408 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Thông qua báo cáo, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, 100% vụ án liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị được đưa ra xét xử đúng thời hạn luật định. Chất lượng giải quyết xét xử được bảo đảm, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, về phòng chống xâm hại trẻ em theo yêu cầu, các tòa án đã thụ lý 7.064 vụ với 7.677 bị cáo phạm các tội xâm hại trẻ em trong đó đã đưa ra giải quyết và xét xử 6.755 vụ với 7.318 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,63% về số vụ và 95,32% về số bị cáo, vượt 5,63% so với chỉ tiêu nghị quyết Quốc hội. 100% vụ án được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định. Tòa án đã quyết định thành lập và đi vào hoạt động nền nếp tòa gia đình và người chưa thành niên tại hai tòa án nhân dân cấp cao, 38 tòa án nhân dân cấp tỉnh. Tại các đơn vị còn lại sẽ căn cứ vào nhu cầu công việc và số lượng biên chế sẽ thành lập thêm tòa gia đình và người chưa thành niên. Mặt khác, Tòa án nhân dân tối cao cũng đã chỉ đạo các tòa án đổi mới phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, đẩy mạnh và tăng cường tranh tụng, thực hiện nghiêm nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Bên cạnh đó làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức áp dụng pháp luật. Cùng với đó khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, áp dụng hình phạt nghiêm khắc với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Về vấn đề việc tích cực tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến, tranh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, tính đến nay, ngày 30 tháng 6, có 682 tòa án đã tổ chức xét xử trực tuyến với 8.381 vụ án. Được biết, thông qua xét xử trực tuyến đã giúp tiết kiệm được tổng chi phí ước tính là 45 tỷ đồng ngoài ra tranh án tòa án nhân dân tối cao cho biết tỷ lệ các bản án quyết định giải quyết các vụ án hành chính bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án chưa đạt chỉ tiêu quốc hội đề ra số lượng biên chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ sở vật chất trang thiết bị điều kiện làm việc của một số đơn vị trong khi đó một số công chức tòa án chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ dẫn đến bị xử lý kỷ luật Thẩm tra báo cáo này, Tổng thư ký Quốc hội ghi nhận một số kết quả trong lĩnh vực tòa án như chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án được chú trọng, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có chuyển biến, tiến độ và chất lượng giải quyết được nâng cao. Dù vậy, tỷ lệ bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Chính vì vậy, thời gian tới, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tiếp tục thực hiện tốt 17 giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc và các mặt công tác khác, đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp. Cũng tại phiên tòa chất vấn ngày 6 tháng 11, trình bày báo cáo tóm tắt việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn và phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức liên quan đến nhiều bộ, ngành địa phương cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đạt hiệu quả cao góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó, tỷ lệ người bị bắt tạm giữ sau đó chuyển xử lý hình sự đạt 99%, số vụ án viện kiểm sát truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100% và số bị can viện kiểm sát truy tố đúng tội danh đạt tỷ lệ 99,99%. ,99%. Viện kiểm sát cũng kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật và đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm, tỷ lệ chấp nhận đạt 98,6%. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự được hội đồng xét xử chấp nhận vượt so với yêu cầu trong nghị quyết số 96 của Quốc hội. Tuy nhiên, ông Chí cũng nêu ra một số khó khăn, thách thức như nhiều quy định mới của các đạo luật về tư pháp đã có hiệu lực thi hành nhưng nhận thức giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất đặc biệt trong công tác giám định định giá viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết còn kéo dài có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan chủ trì chậm yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp hồ sơ thông tin còn thiếu ông trí phản ánh thêm một số trường hợp có biểu hiện sợ trách nhiệm né tránh từ chối việc giám định và định giá kết luận giám định còn chung chung và không thể hiện rõ quan điểm về nhiệm vụ thời gian tới, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết sẽ tập trung giải quyết tốt các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Cùng với đó, tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan trong xây dựng, hướng dẫn thi hành pháp luật, nhất là bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự. Bên cạnh đó, trước Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu ra nhiều kiến nghị. Cụ thể, Ông đề nghị bổ sung điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đáp ứng các yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỳ cương, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và tạo hành lang pháp lý an toàn và điều kiện cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Yêu cầu của việc này là vừa nghiêm trị vừa khoan hồng, theo hướng xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu, có động cơ vụ lợi để săn đe, đồng thời phân hóa tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi nhằm làm tốt hơn việc thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng thất thoát. Trong lĩnh vực kiểm sát, báo cáo thẩm tra ghi nhận chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án được chú trọng. Việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có chuyển biến, tiến độ và chất lượng giải quyết được nâng cao theo đó hạn chế trong lĩnh vực này được đề cập là một số trường hợp phải đình chỉ điều tra bị can liên quan đến trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân vẫn xảy ra việc truy tố trong một số trường hợp chưa chặt chẽ ngoài ra ông lê minh trí cũng nêu bốn nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới trong đó thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm tập trung tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo bộ luật tố tụng hình sự thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ đặc biệt là chỉ tiêu theo yêu cầu của nghị quyết số 96 của Quốc hội, phấn đấu không để xảy ra các trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, đồng thời tập trung giải quyết tốt các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Cùng với đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí cũng đề nghị có cơ chế chính sách đãi ngộ về tiền lương, phụ cấp phù hợp với tính chất lao động, đặc thù của ngành đồng thời tăng cường kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin